bốc về số mạng của mỗi người. Ta tính đâu là số, ta nói giày dép có số thì con người cũng có số. Cái giày dép thì có số, cái số con người người ta nói á, quý vị, thì là với quan niệm dân gian và quan niệm Phật giáo khác nhau. Cái quan niệm Phật giáo á, là cái số con người nó phụ thuộc vào phước quá khứ. Còn mà quan niệm dân gian á, thì nói số mạng con người nó đã định sẵn khi mình sanh ra. Ví dụ như có một bàn tay của tạo hóa nào đó đã can thiệp vào trong đời sống của người đó, ghi chép trước khi mình sanh ra đó, là số mạng được ghi chép ở trong đó luôn. Giống hệt như là lập thành hay lập sẵn vậy đó. À, mình đi tới mấy tuổi gặp cái đó, rồi là trong cuộc đời thăng trầm mấy quận, hoặc là gả cưới mấy lần, hoặc là thất bại nhiêu lần, thành công nhiêu lần, đã từng làm quan, từng làm dân, từng làm gì đó, dần dần. Như vậy thì có nhiều người ta tin, tức là mình, cái số mình vậy rồi, cho nên là làm gì làm nó cũng vậy à, ta gọi là cốt khỉ cũng quần cốt khỉ à, có nghĩa là làm gì làm á thì là cái số mạng mình đã vậy rồi, đúng không quý vị? Thì không bao giờ á là thay đổi được. Cho nên có nhiều người á, người ta phú cho số mạng, có nghĩa là người ta bỏ mặc luôn cho số mạng, thôi khỏi làm ăn gì trên cái mạng mình nó giàu hòa, mạng mình nó nghèo nghèo hòa. Cho nên á làm ăn chi nữa, thấy không? Ở không đi nhậu cho vui chứ làm ăn chi. Chứ thực ra quý vị, cái tử vi mà lập thành tên tuổi ngày tháng năm sanh, không lẽ hai người trùng nhau rồi tử vi coi qua ý chán rồi. Hai người sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ chân bệnh viện đó quý vị, có một giờ là sanh ra y chát luôn á. Nhằm khi một cái bệnh viện đó là 10 đứa sanh ra là trong giờ đó luôn á. À, quý vị thì vô cái số tử vi là giống nhau rồi, mà quý vị tin là giống nhau không? Có thể một ông làm nguyên thủ quốc gia mà cũng có một ông á gọi là công nghề ngỗng gì không, đi lang thang luôn không? À, quý vị hiểu không? Tức cũng hai ông á cùng sanh cùng tháng cùng năm cùng ngày đó, bốc cùng một cái lá số tử vi luôn đó. Như vậy đó quý vị, thì cái bốc tử vi cùng năm cùng tháng năm ngày đó mình điền vào để bốc tử vi chọn đời của mình, có nghĩa là công danh sự nghiệp, rồi là cha mẹ phụ mẫu, rồi thê tử vợ chồng con cái cháu chắc tử tôn, tài sản danh vọng quyền chức ở trong cuộc đời, rồi tai nạn vào những năm nào, rồi là gặp vận xấu trong thời nào, và có quế nhân phù hộ hay không, không có quế nhân phù hộ hay không đó quý vị. Ở chỗ là người ta ghi hết, điền hết cho mình để là mình tham khảo cái điều đó. Nhưng quý vị, ở đây nó có cái chữ nhân như thế này nè, cái đó là nó không có chính xác được đâu, là tại vì chúng ta không có hiểu cái luật vận hành của vũ trụ á. Luật vận hành của vũ trụ á thì á, chúng ta sanh ra thì phước ở trong quá khứ, mà phước ở trong quá khứ nó có hai cái loại phước, một loại phước ở một cái kiếp vừa rồi và một cái loại phước ở những cái kiếp về trước. Tội cũng vậy, tội kiếp vừa rồi và tội những kiếp về trước, cái nào nó trả rồi nó hết, nó triệt tiêu, nó sẽ mất. Bây giờ ví dụ như chúng ta làm 100 việc tội, 100 cái việc phước, nhưng mà mình trả cái quả đó được 50, thứ 50, thì mình sanh ra chỉ còn 50 cái tội, 50 cái phước, nhưng không phải trong kiếp này nó trổ ra hết đâu. Quý vị, nhân á, nó biến thành quả, nó phụ thuộc vào duyên. Có nghĩa là ví dụ như á, nhầm khi á, là 100 cái tội, 100 cái phước, mà kiếp này nó trả vỗ lâm vài cái ha. Nhầm khi á, nó trả tội một đống mà trả phước ít lắm, cho nên á, mình không có sung sướng, mình rất là khổ đau, bị nạn này nạn kia nạn nọ đó. Cho nên cái quá khứ đã qua rồi, nó có thể lưu lại trong A Lại Gia của mình. Những người nào túc mạng, ví dụ như là túc mạng, mà chừng mực của túc mạng, có thể là túc mạng, có thể là mình biết về quá khứ của mình và biết về quá khứ của những người xung quanh, nhưng có thể biết một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp. Có nghĩa là mỗi người biết khác nhau, chứ không phải là biết tất cả vô lượng kiếp, tùy vào cái độ túc mạng thông, túc mạng minh của mình đến tới cỡ nào thì chúng ta có thể biết được bao nhiêu kiếp của mình và những loài chúng sanh xung quanh thôi, chứ không phải là chúng ta được biết hết tất cả các cái loài và biết được vô lượng vô số kiếp về trước, là không có phải đâu. Mình không có trình độ
à, biết tới cỡ đó. Nhưng vậy thì dầu sao những cái gì nó xảy ra rồi đó thì nó cũng lưu lại trong cái biển a lại gia thức của mình. Thì cái người nào á mà người ta giỏi á, người ta tìm ra một cách chính xác là ở trong quá khứ mình đã từng làm gì làm. Nhưng mà cái tương lai á, à, cái tương lai á nó phụ thuộc nhiều yếu tố, nó mới xảy ra trong tương lai. Tương lai tức là ngày mai đó, à, ngày mai mà người nào biết được ngày mai à, chính xác á quý vị, là người đó cái tuệ lớn dữ lắm. Có nghĩa là còn không thôi á là chỉ tiên tri à, một phần thôi, có nghĩa là biết được một phần chứ không thể biết hết trong tương lai đâu. Tại tương lai nó phụ thuộc vào duyên. Bây giờ ví dụ như á, mình đã từng gieo nhân ác mà muốn gặp cái quả ác á, nó phải có duyên, không có duyên không gặp quả ác. Cho nên á, nhầm khi anh ta nói là người làm phước đôi khi mắc nạn, kẻ hung tàn à, lắm lúc giàu sang à, có nghĩa là ví dụ như người ta đã từng làm ác nhưng mà sao giờ không thấy người ta à, bị quả báo gì hết trơn á, là tại vì chưa có duyên để chỗ quả báo ác đó. Còn cái người mà làm thiện á thì cũng chưa có duyên để chỗ quả báo thiện, nhưng mà nó lại có duyên chỗ quả báo ác. Cho nên mình thấy người làm thiện á họ mắc nạn, tại vì trong quá khứ mình làm cả thiện với ác rất nhiều, có thể hàng trăm hàng ngàn việc thiện ác, nhưng mà ngày hôm nay cái duyên nó đến là duyên nào? Duyên thiện á thì cái quả thiện nó chỗ, còn duyên ác á thì cái quả ác nó chỗ ra. Cho nên á quý vị, cái ngày mai của mình nó phụ thuộc vào duyên. Mà cái duyên đó, cái duyên của mình đó là cái nhân của người ta, mà nhân người ta là nó phụ thuộc vào tâm. Bây giờ ví dụ ha, cái duyên của mình là nhân của người ta. Bây giờ ví dụ ha, người ta khởi lên cái tâm là muốn lừa gạt người khác, là ta khởi lên cái tâm đó, thì chính cái tâm ta khởi lên muốn lừa gạt người khác á là cái ý họ tạo nên, cái chủ ý thì họ bị cái ý nghiệp. Nhưng mà mình xui mình quen gặp nhầm người đó, đi đâu ha, lên mạng á, chát sao mà là trên tường mình nổi lên người đó. À, bắt đầu xin chào bạn, hello, how are you today? À, ni hao ma. À, bắt đầu là hỏi dài tới ha. À, ni chao samo min shi. Này nó ha. À, rồi đầu mới hỏi thăm ha, à, nì chú nà, à, rồi hỏi thăm hồi đầu quen, à, ngày nói chuyện ít gì đó, rồi hồi cái chút quen, à, quen bắt đầu đó, người ta bắt đầu kể tâm sự này nọ ha, rồi tôi á ở nước ngoài, tôi muốn chuyển tiền về một số tiền lớn về Việt Nam để làm ăn, nhưng mà tôi không có quen ai chứ á. Cho nên á là tôi đâu có hộ khẩu ở đây, tôi đâu có cái là số tài khoản ở đây đâu. À, cho nên á là sao chuyển được? Bây giờ còn quen qua bạn này, bạn có thể đứng ra là giúp tôi để chuyển tiền về không? Chuyển tiền vô Việt Nam không? Tôi có cỡ chừng $100,000 á, chuyển tiền Việt Nam không? À, nếu mà bạn chuyển tiền thành công á thì tôi sẽ cho bạn 20% cái số tiền đó. Trời ơi, $100,000, 20% là $20,000. $1,000,000 là 24 tỷ, và gần 25 tỷ, 10,000,000 là 250 tỷ, 20,000,000 là 500 tỷ. Cầu ơi, bây giờ làm công nhân tháng có 5, 6, 7, 8 triệu mà nghe nói tới 200 tỷ cái rung tay rung chân chứ người ha. Bắt đầu nó dính vô đó, và từ từ bắt đầu tới lui, nó gà rê tới lui. Cái là bây giờ muốn chuyển vô á là phải đóng dằn cọc tiền ngân hàng mới chuyển vô được, là cái tiền đối ứng á, là nó phải là 1% ví dụ gì đó, thì 100 tỷ phải đóng vô 1 tỷ rồi mình mới lấy được 100 tỷ nó vô cái nhà băng của mình. Do đó mình phải chuyển tiền đối ứng cho người ta là 1%. Như vậy bắt đầu đi dây bán nhà, bán cửa, bán đây rồi đi dây tiền gấp xứ chân được 1 tỷ chuyển cho nó cái rồi đi luôn, hiểu không? Mà biết bao nhiêu rồi đó chứ không phải ít đâu, tức là nó gạt á. Như vậy thì á là mình đó, hồi xưa mình gạt người ta, bây giờ người ta gạt lại mình, thì đó là mình gieo nhân mình gặp quả. Nhưng cái người mà gạt mình đó, cái sự gạt của người đó là cái duyên để cho nhân biến thành quả của mình mà thôi. Còn cái sự gạt của người đó là nhân của người đó, có nghĩa là người đó đang gieo một cái nhân ở trong hiện tại là nhân của họ mà chính là duyên của mình. Bây giờ ví dụ như á, mình nói thầy ơi, thầy chồng con làm cho con khổ quá, chứ thực ra ông chồng không có làm cho mình khổ,
ông chồng chỉ là cái duyên để chúng ta trả một cái quả báo đau khổ mình đã từng gieo ở trong kiếp trước mà thôi. Nhưng mà ổng làm cho mình khổ thì ổng gieo nhân đấy. Nhưng mà đối với mình đó, thì ổng là duyên chứ không phải là nhân. Cho nên mình nói ông chồng mình làm cho mình khổ thì cái đó mình nói ổng nói ổng là nhân làm cho mình khổ. Cái đó là mình không có biết được Phật pháp á. Phật pháp á là ông chồng không có làm nhân làm cho mình khổ, mà ông chồng tạo duyên để mình trả cái quả khổ ở trong quá khứ mình đã từng gieo. Cho nên đó quý vị, nếu chúng ta không có gieo đó thì không ai làm cho mình khổ được cả. Tại vì chúng ta không có gieo một nhân đau khổ, nên bây giờ dầu cho cái duyên gì đi nữa thì nó cũng không sẽ tới thành quả được. Có nhân, có duyên nó mới có quả, chứ không bao giờ không có nhân mà có duyên có thành quả cả, không có quả. Cho nên một người không có gieo nhân đau khổ cho bất kỳ ai thì kiếp này dầu ai cố ý làm cho mình đau khổ mình vẫn không đau khổ được. Tại nó không có cái quả báo, do mình không có nhân. Cho nên nó có duyên đủ duyên thôi. Nó cố ý nó làm cho mình đau khổ, chửi mắng mình mà mình cũng tỉnh bơ à. Tại vì mình không có cái nhân làm cho người ta đau khổ. Cho nên đó, cái duyên để mà nó biến nhân thành quả đó là chính là cái nhân của cái người đó. Mà nhân của người đó thì nó phụ thuộc vào cái tâm của người đó. Mà tâm á, thì nó phụ thuộc vào cảnh và nó phụ thuộc vào kiến giải. Cảnh nghĩa là gì? Nó đối diện cảnh gì? Và cái hiểu biết của người đó với cảnh đó như thế nào? Thì tức là nó đang phụ thuộc vào kiến giải và phụ thuộc vào cảnh. Nên cái người đó đi lang thang nhiều cái cảnh khác nhau, và họ học được tới cỡ nào thì kiến giải họ khác nhau. Cho nên họ tạo ra những duyên sai biệt khác nhau. Cho nên mình trả những cái quả báo khác nhau. Cho nên ở trong tương lai không biết trước được là vậy đó. Chúng ta không có phải xung quanh mình là một người, mà xung quanh mình rất 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 là nhiều người. Cho nên á quý vị, cái duyên mà để mình trả quả rất là nhiều quả báo khác nhau. Khi mà ở thế giới quan xung quanh nó tác động vào trực tiếp hoặc là gián tiếp đối với mình. Bây giờ ví dụ như ha, con người xả rác bừa bãi này nọ đó, nó tạo thành môi trường xấu. Nước bị ô nhiễm, chúng ta uống vô, chúng ta là bị nhiễm bệnh. Mà bệnh đây là trả quả báo ở trong kiếp trước mình gieo nhân, nên kiếp này mình mới bị bệnh. Mà người ta xả rác làm cho nước nó bị ô nhiễm thì mình mới uống vào, mình gây bệnh. Đó là người ta không có làm trực tiếp đâu, mà người ta gián tiếp. Người ta không có đưa nước nhiễm độc cho mình uống, người ta chỉ thấy rác thôi, rồi rác nó mới vô chất độc đó vô mình uống. Như vậy thì người ta làm gián tiếp, chứ người ta không có trực tiếp. Thì cũng là cái duyên. Nhưng mà duyên này không phải là một người, mà duyên này là rất là nhiều người để tạo cho ta cái duyên để mà mình trả cái quả báo mình bị bệnh. Có nghĩa là mình nguyên nhân mình làm cho người ta bệnh ở trong quá khứ á, bây giờ mình bị trả cái quả báo bị bệnh. Cho nên cái người nào mà không có là tạo cái nhân bệnh ở trong quá khứ, kiếp này không có bệnh và vẫn bị chết. Tại vì đó là quy luật già bệnh chết, già không bệnh cũng chết. Quý vị suy kiệt, tức là già suy kiệt, cơ thể mình các tế bào không còn vận động tốt nữa, nó suy kiệt thì cũng phải chết. Cho nên có nhiều người đâu có bệnh đâu, cũng chết, hoặc là bị ác duyên nó cũng chết. Do đó mà chúng ta là mới thấy rằng là ở trong tương lai không có ai có thể đoán biết được trong tương lai chính xác nó xảy ra với nào thế nào, là tại vì quá nhiều duyên. Đâu phải chỉ có người đó tạo ra một duyên đâu, mà nhiều người, ví dụ như một người quăng rác này, người quăng rác kia, người xả thuốc độc xuống sông tùm lum tùm la hết mới tạo ra một cái duyên ô nhiễm. Nhiều người tạo nhiều nhân sai biệt khác nhau, cho nên nó gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Người này tạo nhân mà là duyên của người kia, rồi một tập thể này tạo nhân là duyên của một người hoặc là duyên của một tập thể, vân vân. Nó là muôn hình vạn trạng, không thể nào có thể biết chính xác ở trong tương lai. Chúng ta có thể đoán xu hướng thôi. Xu hướng nghĩa là gì? Người này làm phước nhiều quá thì mình biết tương lai họ sẽ gặp phước nhiều. Cái đó là đoán xu hướng, chứ không biết chính xác phước gì ở đâu, chúng ta sẽ được cái quả báo phước đó vào ngày tháng năm nào, ở cõi nào, nó lớn được bao nhiêu và mình thích thú cỡ nào, người ta không có đo được cái đó. Mà người ta thấy cái xu hướng, ví dụ như á, cái người này á, làm ác nhiều quá
Cho nên đó là tương lai sẽ bị cái quả báo ác, nên tương lai họ sẽ đau khổ. Còn tương lai cỡ nào thì họ lại không biết chính xác ngày giờ. Tùy thuộc vào duyên thôi, có đủ duyên hay không có đủ duyên. Mà duyên là tác động của tất cả các loài chúng sanh xung quanh. Nếu chúng sanh nào ở xung quanh mình thì sẽ tác động trực tiếp với mình bằng tinh thần hoặc là vật chất. Ví dụ như Đức Phật nói ở đây là ngũ thú tập cư, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, còn cõi trời á thì ở nơi khác, không có ở chỗ này. Cho nên á, quý vị á, là thấy một cái nơi mà ngũ thú tạp cư như thế này, cho nên nó sự tác động nhân duyên qua lại rất là lớn. Nên về phần tử vi mà coi tử vi trọn đời á quý vị, thì là bắt đầu nó sẽ không chính xác ở trong tương lai của mình. Cho nên mình đừng có bao giờ mà thấy người ta là xem ở trong quá khứ thấy đúng thì nghĩ rằng tương lai cũng đúng không. Bây giờ ví dụ người nào xảy trong quá khứ nè, thầy nắm sẽ nắm dữ liệu. Bây giờ là có căn cước công dân rồi nữa, làm ta còn hết cái thông tin bệnh chổng luôn nữa, tiền ngân hàng, đất đai, từng có tiền án tiền sự hay không, hay là có giấy khen gì không, hay là như thế nào á, ta lưu vô từ từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, ta lưu vô cái thông tin của một người đó. Quý vị, thì là người ta biết hầu như cái quá khứ mình xảy ra gì á là người ta biết hết. Nhưng mà tương lai người ta không biết. Bây giờ ví dụ như mình làm một cái kỹ sư đi. Như vậy mình đang làm, nhưng mà tương lai mình có làm nữa không? Nhằm khi tương lai ổng không làm kỹ sư mà ổng qua ổng làm buôn bán làm sao? Bởi vì mình tính đâu ông kỹ sư này tương lai ổng sẽ cất nhà lớn to rộng này nọ, hoặc kiến trúc sư là ổng sẽ thiết kế ra những cái ngôi nhà mang tính lịch sử của quốc gia rồi vân vân. Ai nhà đâu mới qua năm sau ổng mở công ty ổng kinh doanh, ổng bỏ nghề kiến trúc, bỏ nghề vẽ, ổng lại vẽ rồi mỏi lưng quá làm rồi là cận thị nữa, rồi ngồi tu hơi chết bộ. Cho nên đó là ổng bỏ đi kinh doanh cho nó khoáng khoáng, đi đó đi đây bán buôn ra vô tiền nộp nộp, còn ngồi làm bán vẽ mấy triệu bạc vẽ muốn chết luôn, ngồi máy tính này ha. Mình tính đâu là tương lai ổng trở thành siêu đẳng gì kỹ sư hoặc kiến trúc sư. Ai nhà đâu tương lai ổng lại làm một nhà kinh doanh, một doanh nghiệp, một doanh nhân. Không biết thấy chưa? Cho nên chúng ta không thể biết được trước ngày mai đâu. Cho nên cái người đó nhầm khi á, mình đừng khi dễ ai. Ngày hôm nay người ta vậy đến ngày mai nhầm khi người ta khác á nghe. Thấy hôm nay lèn xèn nói nhậu bê tha bị chửi rồi ha. Coi chừng qua chứ sao người ta làm quan á, không chừng nữa đó nghe. Ông Hàng Tín á, ngày xưa đó quý vị coi á, phần Hán Sở Tranh Hùng á, chúng ta mới thấy ông Hàng Tín á, ổng là không nghề ngóng gì vậy á, đi lang thang xin cơm rồi người ta ăn, ai cũng khi dễ vậy á. Nhưng mà sau này ổng làm quân sư cho Lưu Bang á, rồi đó là đánh trận làm tướng đại tướng quân luôn, rồi đó là đánh thắng trận luôn cho ông kia lên ngôi vua luôn, quý vị thấy không? Cho ông kia ông Lưu Bang lên ngôi vua luôn. Do đó ông còn là người bình thường, có ai ngờ được vậy không? Trong tương lai á của họ nó phụ thuộc vào gì? Nó phụ thuộc vào sự cố gắng nỗ lực của mình, và nó phụ thuộc vào phước và tội của mình ở trong quá khứ nó cộng lại á. Ví dụ như mình không làm gì hết, cuộc đời mình không làm gì hết, thì cái nghiệp ở trong quá khứ của mình á, nó sẽ đến gần giống, từ từ nó đáp số gần giống. Nhưng chúng ta cố gắng nỗ lực làm cái gì đó đó, cái tâm mình á, nó dẫn đầu các pháp, nên nó sẽ chỉnh sửa cái hướng đi của mình. Ví dụ như đáng lẽ mình rất là nghèo, nhưng mà cái người đó nỗ lực làm phước, người ta nỗ lực làm ra của cải vật chất, đang nỗ lực học tập thì không giàu họ cũng khá. Quý vị, không giàu họ cũng khá, tại vì họ nỗ lực. Do họ nỗ lực nên họ gieo một cái nhân mới, cái nhân mới nó đè luôn cả cái nhân cũ. Là tại vì những cái cũ nó có một, mình gieo nhân mới 2-3 do sự nỗ lực của mình, cho nên đó có duyên nó chỗ nó đè luôn cái kia, làm cho cái tương lai mình thay đổi. Người ta gọi là thay đổi số mạng á. Có nghĩa là thay đổi mạng đó, thay đổi số mạng của người ta đó, là chúng ta gieo nhân mới tác động vào ở trong cuộc đời này, thì cái cũ nó đi đến nó đụng cái ngang nhân mới. Quý vị, cho nên đó, nó sẽ ra một cái tương lai khác cái bình thường. Ví dụ như mình cho rằng ta là xem đúng á, đúng ở trong quá khứ đó. Ví dụ mình đã từng á sát sanh hại vật, đáng lẽ là kiếp này sống có 10 tuổi thì đi rồi,
Nhưng mà gia đình người ta phóng sanh, gia đình người ta làm phước, gia đình người ta giúp thuốc men cho người nghèo, dân cái hồi hướng cho đứa con người ta. Ê, đáng lẽ nó sống 10 tuổi sao thấy nó 20 tới 20 tuổi. Rồi bản thân cái người đó nữa, bản thân người đó lớn lên thừa hưởng cái truyền thống của gia đình đó, người ta lại tu tập, rồi người ta lại phóng sanh, người ta đã giúp người bệnh hoặc ốm đau, hoặc là bản thân chăm bệnh dân dân bằng lòng từ bi thương yêu, sao tự nhiên ông kéo lên tới 50 60 70 mấy ông chết. Quý hiểu không? Tức là nó đã thay đổi số đó. Tức là ông bà mình đó, thấy những cái hiện tượng vậy đó, cho nên nó là đức năng thắng số. Chứ thực ra đây là tạo một cái nhân mới, nó sẽ làm thay đổi cái phương chiều của đường đi trong tương lai. Đáng lẽ là tử vi chọn đời á, gọi là định mệnh á, mà đi đây nè. Bây giờ mình tác động một lực nó sẽ chuyển hướng không? Tác động lực nó sẽ chuyển hướng không? Vậy lực tác động đó là gì? Là cố gắng nỗ lực tạo ra nhân quả trong kiếp này. Mà mình phải bằng cố gắng. Tại sao phải cố gắng? Là tại vì nhiều kiếp trước nó cộng lại nó lớn quá. Do đó bây giờ ví dụ như chúng ta có một cái lực là cỡ bao nhiêu Newton đấy, ví dụ 100 Newton đi, mà mình tác động chỉ có 0,5 Newton thì làm sao nó chuyển hướng nổi? Hiểu không? Người ta cái lực của người ta cả 100 Newton thì là lúc này mình phải tác động 50, 70 gì nó mới méo qua một bên được chứ. Chứ còn bây giờ cái lực của người ta cả 100 Newton mà giờ mình tác động có nửa Newton thì làm sao mà quay được? Quý vị làm ác quá trời, giờ làm thiện có chút xíu chịu tu tập gì chơi, người tạo ác tiếp, tạo ác tiếp thì làm sao có thể thay đổi số mạng của mình được? À, quý vị, người ta muốn thay đổi số mạng có nghĩa là gì? Từ cái số mạng mà gọi là không tốt mà người ta thay đổi thành số mạng tốt. Cái số mạng này có nghĩa là gì? Là những gì đã diễn ra ở trong cuộc đời mình theo tử vi thì người ta gọi đó là số mạng. Nghĩa là tử vi nó coi vậy đó, là cái số mạng mình như vậy. Là tử vi nó coi như vậy. Cho nên đó quý vị, thầy cũng không có biết á, là những cái lá số tử vi hoặc là xem tướng, xem tai, xem chữ ký, xem chữ viết, nó xuất phát từ đời nào, ai chế ra. Nhưng mà thường á, thì người ta nói là xuất phát từ đạo lão, tức là đạo lão giáo của Lão Tử á, ở bên Trung Hoa, coi về cái phần đó, xuất phát ở đó. Nhưng mà theo thầy nghĩ đó chắc cũng là một phần thôi. Nhưng mà trong dân gian người ta thêm mắm dặm muối rồi vô, hoặc là trước đó nó đã có cái mầm đó rồi. Tức là người ta quan sát bằng ở trong cuộc đời đó. Ví dụ như người ta thấy cái tướng ông này không sang là chắc quá không giàu đâu. Do đó người ta để ý vậy đó. Cái đầu rút kinh nghiệm, rồi thấy cái tướng này nè, làm quan nè. Thì mấy tướng sao ai giống gì là phải làm quan. Quý vị hiểu không? Tức là tướng đó làm quan. Ví dụ như chỉ tay đây nè, là người ta học giỏi nè. Thì người ta xem nhiều người chỉ tay vậy học giỏi đó, thì đầu đó người ta ghi vô có khả năng là đời này truyền qua đời kia bằng những kinh nghiệm thực tế á, cho nên nó sẽ đúng một phần. Người ta quan sát ví dụ như á, trong sách đó, người đi mà tướng hãy hàng nàng thì rộng lượng, chàng thì tiểu tâm gì đó, ví dụ gì đó, đầu nó có những cái câu thơ hay lắm. Do đó mà người ta xem cái đó là người ta đã quan sát ở trong cái dân gian qua nhiều đời, nên mình nói sai hoàn toàn cũng không phải là sai hoàn toàn đâu. Có những cái đúng đó là đúng cái gì, tại vì cái đó là ở trong dân gian người ta khảo sát nó vậy rồi mà. Nó thường thường nó xảy ra vậy thì nó gặp vậy. Ví dụ là ăn hiền ở là gặp lành đó, ở ác gặp dữ, là tại vì người ta quan sát ở trong thế gian ta thấy vậy đó. Cái người nào ác quá con cháu không có hậu đó, quý vị. Cái này là nhiều đời người ta quan sát ta thấy vậy đó. Cái người nào ở ác quá con cháu sao nó tiêu chứ, người không có hậu chứ. Đâu có gì, còn người nào ha mà ăn ở nhân đức, giúp đời, rồi á là giúp người này giúp người nọ, vân vân, thì con cháu sau này á là được ngon lành. Người ta thấy vậy rồi, người ta cũng không biết tại sao. Cho đến khi mà người ta biết tới Phật giáo thì người ta biết đây là nhân quả nghiệp báo. Nó có sự tương quan với nhau. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua dạng thọ hương. Có nghĩa là một người làm phước thì nhiều người hưởng. Thứ nhất là được hưởng phước mình hồi hướng, thứ hai là hưởng được cái làm phước của mình. Bây giờ ví dụ như mình làm phước là mình cho, phải không? Ví dụ tôi cho tấn gạo, người 10 kg thì cho được 100 người, đúng không? Vậy là một người làm phước mà 100 người được hưởng chưa? Rồi mình tạo ra được cái phước mình có thể hồi hướng cho nhiều người nữa, thì nhiều người hưởng được cái phước đó, và nhiều người hưởng
trong khi chúng ta làm phước có hai cái hưởng, là người nhận, cái người nhận cái vật chúng ta bố thí, và cái người á, người ta nhận cái phước nhân mà chúng ta gieo, chúng ta hồi hướng. Có hai cái, có hai cái dạng người nhận nha. À, quý vị, do đó mà chúng ta mới thấy á, là cái người mà làm phước thì có nhiều người hưởng. Nhất nhân tác phước, tức là một người làm phước á, thiên nhân hưởng, tức là tới ngàn người hưởng. Cái này ngàn có nghĩa là không phải nói chính xác ngàn, mà nói là nhiều người hưởng á. Số ngàn đó là số nhiều đó. Thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, dạng thọ hương. Một cái cây á mà nó nở ra cái hoa thơm lừng hết trơn vậy đó, thì mấy cây xung quanh nó thơm theo luôn à, đúng không? Bây giờ ví dụ như cây đó mà cái bán kính nó thơm 10 mét bông hoa, ví dụ giả lý hương đi à, hoặc là quỳnh hương, là hoa quỳnh đó, nở 12 giờ đêm, trời ơi thơm ngào ngạt luôn ha. Giả lý hương thơm ngào ngạt, bông dạng thọ cũng ngào ngạt. Nói chung là hoa là đa phần có mùi hương, để làm chi? Để nó thu hút ong với bướm. Nó là hương và sắc, hoa nó có hai cái, hương và sắc. Sắc là nhiều cái màu rực rỡ, để làm chi? Để mà con ong con bướm nó nhìn đó, nó thấy. Rồi mùi hương ngào ngạt, để con ong bướm nó ngửi nó thấy. Để làm chi vậy? Nên lại nó hút mật à, quý vị. Ủa, vậy cái bông á, là để cho mấy con đó hút mật để làm chi? Thực ra mấy con đó nó hút mật, nó lấy cái chân nó dẫm nó trên cái bông hoa đó, thì dẫm trên cái nhụy à, thì cái nhụy đó đó nó sẽ dẫm lên cái bông hoa khác, thì quá trình nó xảy qua một quá trình thụ phấn để mà kết trái. Một á, là gió nó bay, nó bay thì cái phấn đó và cái hoa đực nó sẽ thụ phấn trong hoa cái à, còn đằng này á là chim rồi bướm ong nó sẽ giúp cho quá trình đó, và gió thì làm cho đơm hoa kết trái, sẽ làm cho cái nồi giống của cái cây đó được lưu truyền, nên có qua có lại. Mà người ta sản xuất mật ra để ông hút, vì ông hút bằng cách là ông dậm chân lên đó, dính các phấn đó, ông bay qua các hoa khác, làm một cái thụ phấn rất là tự nhiên. Nhưng mà vô hình chung thì bướm với ong á thì hút được mật, nhưng mà cây á thì nó được thụ phấn để nó ra trái, để nó sinh tồn. À, nó truyền nồi giống nó vậy sao? Cho nên các cái gen di truyền của các cây á, cối này nọ đó, thì nó cũng đa phần đó tức là sanh sản hữu tính. Còn có những cây loại sanh sản vô tính. Sanh sản vô tính nghĩa là không cần phải qua đực qua cái gì hết trơn á, chặt khúc khúc ghim lên mía à, không cần đực cái hết trơn á, chặt khúc khúc lên. Có mấy cây ví dụ như cây từ bi hay là cây gì đó, chặt khúc khúc ghim xuống lên à, không cần phải thụ phấn gì hết. Nhưng mà có những cái nó phải trồng qua trái nó mới lên, cây nó không lên à, trồng qua trái nó mới lên, thì bắt buộc cái đó phải thụ phấn nó mới có trái. Hoặc là có những cái mà phải cho người ta ăn trái, nó từng là cái trái cây để ăn á, thì phải có quá trình thụ phấn nó mới ra trái đó. Cho nên đó quý vị á, là thấy á, là một cái người mà làm cái gì đó thì người ta mới gom góp lại những cái việc của người đó làm đó, người ta mới thấy được trong tương lai của người đó, trong khi người ta chưa học được Phật giáo nghe. Đó là trong dân gian á, người ta quan sát vậy đó, cho đến khi mà cái nền Phật giáo nó tiếp biến vào trong dân gian, nó sẽ giải thích được tất cả những cái đó thông qua luật nhân quả nghiệp báo. Bây giờ giàu nói như thế nào đi nữa, nhân quả vẫn là nhân quả. Nhân quả nó đi không thông qua lời nói, đi không thông qua ý muốn của con người hay loài chúng sanh, mà nhân quả nó đi theo quy luật. Nó mới cảm tình với ai chứ. Bất kỳ ai gieo nhân phải gặp quả nếu có đủ duyên. Đơn giản thôi. Giàu cho ông già, trẻ, bé, lớn, vua, quan, thần, dân, giàu cho ông là bậc thánh nhân, trừ thánh A-la-hán thôi. Thánh A-la-hán rồi á, thì các ngài á, làm với lòng bi mẫn chứ không có gieo nhân. Còn dưới thánh A-la-hán thì vẫn còn gieo nhân ở một chừng mực nào đó. Quý vị hiểu không? Tức thánh A-la-hán là giải thoát hoàn toàn, là thánh vô sanh, tức là không còn bị bá chá giá nhân duyên ràng buộc ở trong thế gian này nữa. Chỉ còn một chút lại cái tấm thân này ở thế gian bị trả quả báo nhiều kiếp xưa thôi, cho đến khi cái vị đó nhập niết bàn, vào vô dư niết bàn đó, thì là vĩnh viễn không còn tác động nữa của nhân quả nghiệp báo như duyên còn tác động nữa, nếu các vị đó nhập niết bàn. Còn nếu mà chưa nhập niết bàn thì vẫn còn tác động của tàn dư nghiệp ở trong kiếp trước
nó vẫn còn tác động. Cho nên đó quý vị, ở trong tương lai á, chỉ có Đức Phật thôi, Ngài thấu quá khứ hiện tại vị lai thôi, chứ còn bất kỳ ai cũng không đủ tuệ tri để biết chính xác trong tương lai. Có thể biết một phần, có thể biết kiếp sau hoặc một hai kiếp sau, chứ người ta không có thể biết được vô lượng kiếp sau. Mày hiểu không? Có những người có thể biết được một hai kiếp trước, năm mười kiếp trước, trăm kiếp trước, ngàn kiếp trước, nhưng họ không biết được vô lượng kiếp trước. Chỉ có tuệ của một vị Phật chánh đẳng giác thôi là biết nhiều nhất về tương lai và quá khứ thôi. Mà quá khứ thường là người ta biết nhiều nhất, chính xác nhất. Còn mà tương lai á thì đa phần là biết không chính xác 100%. Có thể nó xảy ra, giờ thầy đoán thầy cũng biết chứ. Nếu muốn biết quá khứ thì hãy xem quả báo hiện tại. Nếu muốn biết tương lai thì hãy xem việc làm hiện tại. Thì đó gọi là nhân quả ba đời á. Ví dụ như á, cái đó là người ta nói cũng một phần thôi. Tại quá khứ làm trăm việc, hiện tại nó có chỗ có việc một ha, thì mình chỉ biết được một việc làm ở trong quá khứ thôi, chứ không thể là biết được tất cả việc làm trong quá khứ khi chúng ta nhìn hiện tại. Thì dĩ nhiên cái câu đó thì ở trong kinh Phật nói để cho chúng ta nhìn cách tương đối về nhân quả nghiệp báo ba đời. Có nghĩa là muốn biết trong quá khứ thì hãy xem quả báo hiện tại. Quả báo hiện tại ví dụ như chúng ta làm 1000 cái nhân mà giờ đủ duyên có 10 cái à, nó báo như quả báo có 10 cái đó, thì chúng ta gặp quả báo 10 cái đó, thì chúng ta kết luận rằng ở trong quá khứ chúng ta chỉ gieo 10 cái đó. Sai. Trong quá khứ có thể gieo hàng ngàn, hàng vạn, nhưng 10 cái đó nó mới đủ duyên trong kiếp này mà thôi. Trong hiện tại, trong sát na này, thì chúng ta chỉ có đủ duyên 10 cái đó mà thôi, chứ không có duyên thêm nữa. Nó chỉ đủ duyên có 10 cái đó. Như vậy thì mình muốn biết ở trong quá khứ xem hiện tại những cái quả báo gì, thì chúng ta biết được một phần của quá khứ thôi, chứ không biết được hết quá khứ. Nhưng mà ở trong kinh nói vậy để cho chúng ta thẩm tường bằng phương pháp đó. Muốn biết được tương lai thì hãy xem hành động ở hiện tại. À, quý vị, chứ thực ra tương lai, cái hiện tại nó cộng với tàn dư của quá khứ, nó mới ra tương lai nếu nó đủ duyên. Thì ở trong kinh nhân quả ba đời nói một cách tương đối để chúng ta hiểu là được, chứ không phải là chính xác 100% nó xảy ra y như là vậy. Ví dụ như thấy ở trong hiện tại gì, người ta biết hết tất cả gì trong quá khứ là không phải. Muốn biết thiện ác ở trong quá khứ thì mình xem cái quả báo nó ngày hôm nay. Nếu quả báo ác nhiều là ở trong quá khứ mình đã từng làm ác nhiều, chứ không có nghĩa là chi tiết từng cái sự việc mình biết đâu. Ở đây thầy cũng biết vậy. Ví dụ như thấy người đó chỗ quả báo ác nhiều thì mình biết ở trong quá khứ họ đã từng làm ác nhiều vậy thôi, chứ không biết chính xác được họ làm cái gì với ai như thế nào, trừ trường hợp người đó có túc mạng thôi. Cái này chúng ta đang lý luận ở trên triết học Phật giáo. Còn người đó túc mạng có nghĩa là người đã có thần thông lực, có thể xoay được ở trong quá khứ của chính mình và những loài chúng sanh xung quanh, thì họ sẽ biết chính xác được sự việc đó là cái gì, làm ác cái gì, mới sanh ra cái cớ sự như ngày hôm nay. Quý vị, mình đã từng làm ác cái gì. Ví dụ như ngày Mục Kiền Liên đi, ở kiếp này bị một cái quả báo, thì người ta trình với Đức Phật. Đức Phật nói ở đâu ở trong kiếp trước đó, 100 kiếp, ngàn kiếp gì đó, lúc đó ngài Mục Kiền Liên đã có một kiếp á là giết cha hay giết mẹ đó, và có một kiếp á là giết chị dâu mà nhiều lâu xa dữ dữ lắm, rồi trải qua địa ngục, rồi trải qua gì tới ngày hôm nay nó còn tàn dư lại nó trả, chứ không phải là người ta đọa địa ngục cái là hết đâu. Quý vị, bây giờ ví dụ ha, bây giờ nói đơn giản thôi ha. Tội 1000 ký địa ngục, tội 700 ký qua ngã quỷ, tội 500 ký qua súc sanh, rồi lần lên nó nhẹ lần. Bây giờ ví dụ như chúng ta đọa địa ngục, chúng ta phải trả quả báo 1000 ký đó, nhưng mà trả đâu phải trả 1 lần đâu. Ví dụ như trả 100 năm nó hết 100 ký, 200 năm hết 200 ký, 300 năm nó hết 300 ký, thì 1000 ký đó mà trả 300 năm đọa địa ngục, nó còn lại có 700 ký à. Mà 700 ký nó lọt qua thành ngạ quỷ, đúng không? Tại vì ngạ quỷ là 700 ký tội. Như vậy người đó gieo 1000 ký tội thì họ, thí dụ thôi nha, chứ tội không có căn ký được, nhưng mà họ đọa địa ngục, nhưng mà họ trả ở địa ngục đâu 300 năm, thì họ còn 700 ký thì lập tức thoát khỏi địa ngục, nó sanh thành ngạ quỷ. Rồi bây giờ á, họ trả 200 năm nữa,
thì họ còn có 500 ký tội thôi, họ sanh thành súc sanh. Thành súc sanh đó là họ trả 300 năm nữa, họ còn có 200 ký à, họ sanh làm người. Vì người vẫn còn 200 ký tội nha, chứ không phải là trả hết địa ngục ngạ quỷ hết các cõi là trả hết đâu. Nó nhẹ tới cỡ nào nó sanh cỡ đó, tức là nghiệp tới cõi nào nó sanh tới cõi đó. À, như vậy nó còn 200 ký là thành người. Còn người trời ơi, quả báo đau khổ quá trời luôn. Đáng lẽ là người ta chịu ở địa ngục, nhưng mà tại sao mình lại chịu ở khỏi con người? Tại vì mình trả địa ngục rồi. Tức là ở trong cái thế giới nó không có ghi chép, mà nó giống hình như khối lượng riêng vậy đó. Nhẹ tới cỡ nào thì nó nổi lên cảnh giới đó thôi. Cái cảnh giới nặng nhất là cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Thì nó nặng tới cỡ nào thì nó chìm tới đó. Nó nhẹ bớt nó nổi lên, nhẹ bớt nổi lên, nhẹ bớt nổi lên, nhẹ bớt nổi lên, nhẹ bớt nổi lên. À, như vậy đó. Biết không? Cái cơ chế nó là gì đó. Cho nên cái tâm của mình á, cái tâm tạo tội và cái nghiệp đã gây tạo, hai cái đó nó có mối tương quan lẫn nhau. Ví dụ như tâm tạo tội là những tâm ác và những tâm thiện, tâm tham, tâm sân, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen. À, những cái tâm đó đó nó tương quan với nhau. À, rồi á, là những cái tâm thiện, ví dụ như tâm từ bi, hỷ xả, tâm đại thiện, tâm cúng dường, tâm bố thí, tâm thiền định, rồi vân vân, nhiều cái tâm khác nhau. À, cho nên đó quý vị là thấy mình học Phật pháp rồi đó, mình mới thấy là cái con người á, nó trên cái bước đường sanh tử luân hồi nè. À, nó phụ thuộc, nó tác động vào nghiệp ở quá khứ. Mà quá khứ không phải là một kiếp đâu, kiếp vừa rồi và những kiếp về trước. Và nó tác động vào những cái hiện tại mình làm. Và nó tác động bởi duyên của hiện tại là duyên gì, thì chúng ta sẽ trả từng phần đó. Nhằm khi trả hai cái lúc. Mới ra trước bị người ta tạt tay, ra ngoài sau người ta cho tiền. Hai cái lúc, một cái nhân thiện và nhân ác, trả qua báo cùng lúc. À, mới bị người ta tát tay đó, trả qua báo ác của kiếp trước. Rồi qua đây người ta cho mình là tiền là trả quả báo thiện của kiếp trước. Ví dụ như á, mình thí dụ thôi. À, để làm chi, nó là hai cái quả báo có thể song song xảy ra, một cái thiện ác. Hoặc là hai cái quả báo thiện nó cùng một lúc. Vừa làm ăn thắng, vừa lên chức luôn. Hiểu không? Rồi á, là vừa sanh ra con mà nó khỏe, mạnh, thông minh luôn. Cái đó là ba bốn cái quả báo thiện nó chỗ nha. Rồi á, là vừa trúng số luôn. À, có gì à, rồi á, là vừa cất nhà lớn luôn, vừa mua được ruộng đất nhiều luôn. Có nghĩa là nhiều cái nó đến cùng một lúc, quả báo thiện không, mà không phải một quả báo, mà cả chục cái quả báo nó đến cùng một lúc. Giờ ngược lại nè, vợ đẻ con đau nhà hết gạo là ba cái ác nó tới một lúc ha. Bệnh, công ty sản bị người ta lừa đảo, bị vợ bỏ theo ấy, nghe không? Bắt đầu là 4, 5, 6, 7 cái nó dập liên tục. Con bỏ học đi là đập đá. Bắt đầu tới ha. Rồi bị mang tiếng, vân vân. Nói chung cả chục ngoài cái quả báo ác ở trong quá khứ nó đến cùng một lúc, thì người ta gọi là đổ nghiệp. Thực ra đổ nghiệp ác mới đúng chứ không phải là đổ nghiệp. Còn cái ông hồi nãy đổ nghiệp thiện đó, nghiệp thiện đổ lên đó, một đống nghiệp thiện luôn. Giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền, con cái thông minh sáng suốt, khỏe mạnh, học hành ngoan hiền, đó, đủ thứ hết. Nhà cao cửa rộng, xe cộ vàng bạc, đủ đầy hết, cái gì cũng có. Chứ đầu chỗ nó chỗ liên tục, mà chỗ toàn là xịn không. À, là cam nè, quýt nè, bưởi nè, sầu riêng nè, mà bưởi là phải bưởi da xanh nha. Bưởi là bưởi diễn, bưởi năm rồi không, rồi là bưởi vị Đình Hùng, có là bưởi cũng ngon lắm. À, rồi là sầu riêng, sầu riêng ghi sáo, phải không? Rồi cam thì là cam sành, cam xả đòi, rồi quýt là quýt đường, đó không? Đó tức là chỗ vậy đó, đúng không quý vị? Chứ không phải là thanh long ruột đỏ, thanh long ruột vàng, đó không? Đó, dưa hấu sọc dưa,
đó, người ta chỗ như vậy đó. Đâu quý vị, có nghĩa là cái nghiệp thiện á, mà nó chỗ ra, mà chỗ toàn là nghiệp thiện tốt không. Đâu quý vị, nhưng mà đa phần thì người ta có chỗ có thiện có ác, ăn thua tỷ lệ phần trăm thôi. Ví dụ như 10 cái thiện chỗ ra 1-2 cái ác, vì thấy không, giàu sang phú quý danh vọng bạc tiền con cái thành công nhà cửa xe cộ rồi á, là chức quyền đầy đủ chân mà bệnh hoài, nó chỗ nghiệp ác á, thấy không, nó chỗ nó kèm theo, nên nó nhầm khi nó giàu nứt đố đổ vách luôn, mà trời ơi than bệnh tối ngày uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, thì thấy đó chưa. Chứ có nhiều người ta nói ơi giàu mà còn bệnh. Như kỳ đó thầy đi xuống dưới Đầm Dơi á, ở dưới Cà Mau á, Đầm Dơi á. Đói đó trời ơi, đi trời nắng mà dầm mưa nó chứ, đầu ho. À ho, ho âm rát cổ chân, ho nóng hực. Đi vô tiệm thuốc tây mua thuốc. Mà lúc đó 9 giờ tối rồi mà thấy cái tiệm thuốc tây thôi, người ta đóng cửa rồi, mình kêu cửa đại luôn chứ giờ biết đâu giờ thuốc đâu uống. À, kêu cửa mình gõ 3 tiếng coi người ta nghe không nghe bỏ đi. À, coi người ta ngủ không, gõ vừa vừa, ai nhà đâu gõ, gõ gõ người ta hỏi ai. À, cái mình mới nói là tôi à, khách giờ mà tiệm thuốc á là có bán thuốc không chứ giờ bệnh quá giờ bán em thuốc đi. À, cái à, người ta là mở hí cửa à, nó có cái ô cửa ra người ta mở ở đây nè, chứ người ta không có ra ngoài ban đêm, người ta cũng sợ người ta mở đó đó. Vừa mở lên rồi đó quen không, thầy không quen, cổ quen mặt thầy. À, có là thầy đi đâu thầy, là từ thiện ở dưới này mà giờ đó, mưa bệnh quá. Cổ là trời thầy cũng bệnh nữa hả, trời ơi nghe cổ nói một cái là trời cổ ngạc nhiên lắm, há hốc mồm luôn, là trời thầy cũng bệnh nữa hả, rồi là trời ơi sao mà không bệnh, không lẽ là trời thầy cũng bệnh nữa hả, bởi vì à, người ta coi mình như mình đồng da sắt hay gì đó, không có gì. Trời ơi dầm mưa mà dăng nắng rồi đói bụng nữa mà không bệnh sao được, không có gì. Đi nhầm khi á, chỗ không có quán chay luôn đó, nhầm khi là ăn toàn là kẹo với bánh không. Kỳ đó đi qua Bến Tre, người ta cho ăn lóc kẹo dừa, đi giảng đâu Trà Vinh vòng về không có quán chay nào trên 2 sáng đói bụng muốn chết, đem kẹo dừa ra ăn. Rồi ăn xong đâu rồi nó đau bụng. À, ăn nửa bịch kẹo dừa rồi đói quá gì ăn cũng ngon chứ, kẹo dừa trời nó béo ngậy luôn mà có đậu phộng nữa, mà ăn nửa bịch kẹo dừa xong hồi bắt đầu nó đau bụng làm biết rồi đó. À, tới công chuyện rồi đó. À, cho nên đó, là à, quý vị á, tỉnh đâu cái thân của mình mà bằng xương bằng thịt, à, ra nắng thì nó cũng phải trúng nắng, ra gió nó không phải trúng gió, không có gì hiểu không. Chứ mình đừng coi thường, mình ăn đồ độc vô nó cũng nhiễm độc ha. À, quý vị thấy không? Đó, như là kỳ bị cái là bị bệnh con dịch đó, nó lội đi tới đâu mà mình hít vô một cái là dính con dịch à. Quý vị thấy không? À, do đó ai cũng dướng hết trơn á. Đâu không phải là người này bệnh mà người kia không bệnh đâu. Cho nên trời ơi, cổ ngỡ ngàng, cổ là trời thầy cũng bệnh sao? Là bệnh hết đó, chứ đâu có sao. Ngày xưa Đức Phật cũng bệnh, nhưng mà Đức Phật không bao giờ quá 7 ngày. Tại phước ngài lớn quá, bệnh trong vòng 7 ngày cỡ nào cũng hết. À, hiểu không? Ai hại Đức Phật cũng vậy, nó không bao giờ quá 7 ngày. Cái chuyện đó cũng sáng tỏ. À, Du Quang gì Du Quang không ngoài quá 7 ngày. Tại cái phước của ngài nó quá lớn, cho nên đó, không ai có thể kéo dài cái thời gian trả cái quả báo xấu của ngài. Trả tới đó 7 ngày hết cỡ đó à. Còn mình 7 năm không hết, có nhiều người lết tới 70 năm luôn. Thầy có cái ông quen á, ở dưới Bạc Liêu á, ổng bệnh hồi 20 mấy tuổi tới giờ ổng 60 mấy tuổi đó. Ổng bệnh mà ngày nào ổng than chết, than sống vậy đó, uống thuốc không. Mà ổng kéo hồi 20 mấy tuổi mà tới giờ ổng 60 mấy 70 có rồi đó. Mà là ngày nào cũng bệnh chứ. Cạo gió nát hết, rồi xong rồi cạo gió. Ông nằm không, thấy ông nằm vào thấy cũng tội ghê luôn. À, đi ra thắp nhang, ông có thờ cái am cặp bên á. Rồi ông thắp nhang mà ông đi, có bữa ông đi không nổi luôn á. Rồi là qua cái đó có 10 mét thôi ông đi không nổi luôn. Vậy mà ông kéo từ hồi 20 mấy tuổi tới giờ cả 70 tuổi luôn mà ông còn sống. À, tức là nghiệp mà. Ông trả vậy đó, trả vậy đó.
Nhưng mà được có một cái là ổng trả nghiệp như vậy, nhưng mà ổng cũng không lo miếng ăn, con cái nó làm ăn được nên dễ nuôi ổng, nên ổng không phải ông phải cần làm gì, chứ ổng cũng đủ cơm gạo ổng sống, cứ hoài hoài nó qua ngày qua ngày qua ngày. Chớ mà cái người nào mà không có cái phước về lộc ăn đó nghe, tức là không có cái phước về tài lộc đó mà bệnh kiểu đó thua, bệnh mà không có cháo ăn nữa rồi làm sao sống nổi. Nhưng mà bệnh ổng có cháo ăn, có thuốc uống, có nhà ở, tại con cái nó làm nó dễ nuôi. Quý vị, có nhiều người đâu có ai nuôi, bệnh kiểu đó mà không có nhà ở này nọ luôn, tiền đâu mướn nhà, dân dân lúc đó nó căng lắm. Quý vị, nói thì nói vậy thôi á, chứ nó căng. Nhưng mà mỗi người đều có nghiệp khác nhau, quý vị tin không? Một người mà ta ở ngoài đường không vậy đó, không có điều kiện vệ sinh, không có chỗ nước tắm, không có món ăn vệ sinh chẳng hạn, mà người ta ở mười mấy hai chục năm ta ngủ gì người ta không thấy, không thấy người ta bệnh. Tại sao? Tại vì cái nghiệp bệnh của người ta đó nó có ít, mà cái nghiệp về tài lộc của người ta lại không có, cho nên người ta kiếm một đồng rất khó khăn. Rồi nghiệp về hưởng thụ người ta không có, nên người ta không có nhà cửa này nọ gì hết, người ta không có gieo nghiệp đó. Nhưng mà cái nghiệp về bệnh người ta nhẹ, cho nên dầu cho tiếp xúc cái cảnh đó đi nữa đó, họ không có cái nhân là gieo gắt bệnh tật, cho nên đó họ ít bệnh. Không phải là tất cả, còn người nào cả cái nghiệp bệnh và cái nghiệp kia luôn là người đó đã đi rồi, không sống nổi đâu. Ở ngoài đường mà bệnh kiểu đó, không có nước nóng, rồi không có chỗ tắm giặt, không có chỗ nghỉ ngơi, nằm dưới đất gì không, mà có nghiệp bệnh nữa là đi. Quý hiểu không? Làm sao sống nổi. Còn mà cái nghiệp bệnh của họ ít đó, cho nên đó, họ vẫn tồn tại, vẫn sống ngon lành. Có gì nhưng chỉ cái thiếu thốn vân vân. Nên một người có nhiều cái nghiệp khác nhau lắm, chứ không phải là chỉ có một cái loại nghiệp đâu. Quý vị, cho nên đó, là nghiệp về sắc đẹp nè, nghiệp về thọ mạng nè, còn nghiệp về tài lộc nè, nghiệp về sức khỏe nè, nghiệp về con cái nè, nghiệp về vợ chồng nè, nghiệp về anh em nè, rồi là nghiệp về trí thông minh nè, nghiệp về quyền lực nè. Có nhiều người nói người ta nghe là quyền lực đó, quý vị. Cho nên đó là họ có nhiều cái loại nghiệp họ gieo khác nhau, kể cả nghiệp xấu hoặc là cái nghiệp tốt. Cho nên bây giờ nó chỗ ra, có thể nó chỗ một chùm, có thể chỗ le que. Ví dụ quý vị thấy một cây không? Có cây á, trời ơi, có một hai trái à, đây gọi là le que gì hả. Nhưng mà có những cây nó trái đùm đùm đùm, nó chỗ một lượt á, nó trái đùm 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 néo á, gọi là trái néo á, néo cây khế nè vậy nè. Trời ơi, có cây chỗ ra không thấy cây khế đâu luôn. Ví dụ như nho nè, nho thân gỗ nè, có những cây mà nó chỗ từ ở dưới đất lên nó làm thấy bích luôn cái cây, không có thấy cái thân nó đâu luôn. Còn có những cái cây trời ơi, ông chỗ có hai ba trái le que nhìn thấy rầu cũng chết luôn. Vậy không? Thì cái quả mình cũng vậy. Mình gieo thì ai gieo cũng nhiều chứ á, gọi là gieo ngập mặt luôn. Từ ở trong quá khứ tới gieo gieo là đếm không hết đó. Cái máy tính mình mà cỡ chừng 100 GB á, mà ghi dữ liệu vô mình gieo không ghi đủ á, ghi bằng Word á nghe, cũng không đủ luôn á. Cái máy tính mình á là cho là thường thường á, bây giờ cái máy máy tính bàn này á là khoảng 500 GB phải không? Cho tới 1 TB 1000 GB, cho gigabyte á, trong 1000 GB luôn đó, là chép bằng Word đó nghe, nó không có nhiêu chân đó, mà dồn vô máy tính này xưa tới nay cũng không bao giờ chép hết cái dữ liệu mình đã gieo bao nhiêu nhân. Bây giờ một chủ ý bắt đầu nó gieo thân khẩu, một chủ ý nó gieo thân khẩu, nó làm liên tục từ đời này qua đời nọ, cái nào trả rồi nó tưởng nó mất, nào trả rồi nó mất. Giống hệt như là cộng 10 trừ 10 bằng 0, cộng 5 trừ 5 bằng 0, triệt tiêu. Gieo rồi phước hưởng hết, phước hết, rồi gieo rồi quả bị hết, hưởng hết quả hết. Như vậy đó thì chúng ta gieo 1000 cái chưa chắc mình đã trả được 100 nữa đó, có nghĩa là không đủ duyên. Còn mà tới đủ duyên bắt đầu nó tới tấp, nó tới tấp vô đối với mình. Cho nên đó quý vị á, cái cung số tử vi này nè, quý vị đừng có tin hoàn toàn vào nó.
Tức là đừng có tin hoàn toàn. Mình tin hoàn toàn nó bất lợi cho mình nhiều thứ lắm. Cái thứ nhất á, nếu mình thấy đó là số mạng rồi đó quý vị, người ta không còn ý chí phấn đấu. Cái nguy hiểm á, của tử vi á, nằm ở chỗ đó đó, nó đánh mất cả ý chí phấn đấu của người ta. Là tại vì số mạng rồi. Tôi sanh ra là số làm quan, nó làm quan à. Sanh ra số nông dân, nó nông dân à. Sanh ra cái số á, không biết chữ là không biết chữ. Sanh ra số tiến sĩ là nó tiến sĩ à. À quý vị. Rồi người ta bắt đầu cho ao số ông tiến sĩ luôn đó. Mà tối ngày ông đi nhậu, đi chơi không, sĩ nào đâu. Được cái bằng tiến sĩ không? Thì cái số tiến sĩ nó dời qua kiếp sau. Tại bây giờ ông không đủ duyên để ông trở thành số tiến sĩ đó. Cho nên nó nguy hiểm của tử vi. Cái thứ nhất là làm cho người ta thủ tiêu ý chí phấn đấu. Có nghĩa là số mạng rồi phấn đấu gì nữa. Thôi kệ đi. À quý vị. À cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, tin vào một cái không có cơ sở, cho nên trở nên mê tín nào mà không hay. Trời ơi, có nhiều người mê tín khủng khiếp về tử vi luôn. Từng ly từng chút mà người ta xem từng ly từng chút. Thầy thấy hai chồng ông cũng Phật tử ngon lành lắm quý vị, mà cái gì ông có mê tín chứ á. Lại tới chùa nè, Tết nè, mình tặng cái sâu chuỗi. Ông ra điếm sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, điếm chân chữ bệnh. Trời ông vô sanh ngắt sao lại. Thưa thầy, thầy cho con đổi chuỗi thầy. Hỏi gì là con lần nghe chân chữ bệnh. Đó, sanh lão bệnh tử bốn hạt. Sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử. Ông dò sau hộp cuối cùng sanh ra chữ bệnh. Ông là chết rồi, chết rồi. Thầy cho con đổi lại. Thầy là đổi. Ông ra lần sanh lão bệnh tử. Vô chữ tử. Ông là trời, hồi nãy chữ bệnh mà giờ là vô cái chữ tử nữa. Cái là thôi ông ơi, ông về ông mở ra, ông tháo ra đi thành cái chữ xanh đi. Hiểu không? Như chỉ có sao đâu. Ông về ông tháo bớt đi. Chứ bây giờ người ta xỏ nhiêu đó là nhiêu đó, người ta xỏ đeo chơi cho vui thôi. Chứ sanh lão bệnh tử. À, cái kêu ông chồng đi đăng ký số điện thoại. Ông chồng đi đăng ký cái số điện thoại con số 32 đuôi. Trời ơi, về chữ nát hết trơn. Ơ con rắn. Cái này là người ta đè, người ta đập chết luôn nè. Hiểu không? Đứng là đăng ký số rắn. À, ta đăng ký là người ta phải đăng ký là số là 39. Đó, 79, thần tài nhỏ, thần tài lớn, 39, 79. Ai nhà đâu, ông chồng ông nghe ba chớp ba nhán sao ông ra, ông kiếm số 19. Trời ơi, về nhà chửi quá, trời chửi luôn. Số 19 là con bướm bướm. À, nói ông chồng là ông bướm. À, muốn có vợ bé sao mà đi đăng ký số 19 à, là bướm bướm. Hiểu chưa? Cái qua lần sau ông chồng la thôi, bây giờ số nào cũng được, chừng đánh kiếm hàng không đi, không này không kia không nọ là không có gì hết trơn á, ngon lành. Hiểu chưa? Qua vợ ra qua ngoại đăng ký số nhậm số 03. Trời ơi, về nhà vẫn còn chửi nữa. Xong ba lần xác chết nhỏ, xác chết nít. Là trời ơi, là muốn chù con chù cháu gì đi đăng ký số 003. Bây giờ thôi, cái gì cũng vô hết trơn á, nói chung là cái gì cũng vô hết trơn á. Rồi lựa, thấy không? Tới mà ông chồng ông lựa, ông mua được 4 con số 8, tứ quý 8. Tính về nhà bà vợ bà khen. Trời ơi, vừa già vừa 4 số 8 không, bà chửi nát hết trơn. Hỏi lên đi mua 4 số 8. Ở ngoài trước á là 6 nè, rồi 4, rồi 2, rồi 8, 8 toàn là số âm không. Số âm không sao làm ăn lên. Tại vì con số lẻ là số chẳng là số âm. Mà ổng mua số vô cái số mà toàn tứ quý 8 đằng sau thiệt, nhưng đằng trước là số chẳng không. Cho nên nó là toàn là số âm. Mà số âm không thì làm sao mà lên nổi. Cho nên là phải lại có âm dương nó đều đều với nhau cho nó hòa nhau. Con số lẻ phải con số chẵn, cộng số nút lẻ bằng số nút chẵn, thì lúc đó âm dương nó cũng hòa hợp. Là mô Phật đi kiếm số điện thoại nào mà ra cái đó. Còn con số đuôi nó chứ, số đuôi phải tránh xác chết, tránh bơm bướm, tránh gì đó. Quý vị. Rồi cuối cùng ông chồng ông thấy là số đẹp quá, số 36, ông mua về. Bà ngồi bà không nói gì chứ, bà buồn mang mát luôn. Ông chồng hỏi là sao vậy, sao mua về chuyến này, mấy chuyến trước về mua về chửi, chuyến này mua về không nói gì chứ. Bà ông tính bỏ tôi hả? Là ủa gì bỏ số 36 ai về? Số 36 là số ông thầy tu, là tính ông chồng đi tu bỏ bà.
Cho nên nó là trời ơi, mua số điện thoại 36 thôi, về nhà bà vợ buồn hiu cái mặt vậy đó. Đó không? Là 36 là ông thầy. Rồi thôi khỏi, đó là gọi số nào luôn đi. Cho rồi, người ta bắt đầu đâm ra mê tín, coi tử vi riết là đâm ra mê tín, rồi xuất hành nữa chứ. Ta bấm nhâm độn mà bấm xuất hành giờ nào ngày nào. Vô chùa, hai chồng với đứa con vô chùa đây nè, đi ra tới giờ xe ráp đợi ngoài đó mà hoài không ra. Xe ráp nó hối là tôi đợi chút xíu thôi chứ ra đây đợi hoài. Ổng đang bấm cái giờ mà đi ra khỏi chùa mà nó trẹo vô cái giờ mà nó trẹo. Ổng lại gắng chút nữa nó qua một cái giờ kia đó thì ổng mới đi ra. Mà ráp thì nó hối còn ổng kêu ra đợi chút đi, mình tính đâu là xui hết này, có ở đâu là ráp nó hối nó đợi gì nữa. Ai đó ai nhẹ đâu, ổng bấm cái chân cái giờ nó chưa phải cái cung giờ rời khỏi chùa đó, cho nên ổng đợi đâu nửa tiếng hồ với ráp nó hối trời ơi luôn. Mà ổng bấm sao mà ổng bấm ra cái cung giờ này còn nửa tiếng nữa mới tới cái giờ mà phải ra rời khỏi chùa. Mà nói nhỏ nhỏ nha, ra khỏi cổng chùa ra chân phải nha, phải vậy mới chúng ta phải coi tử vi coi tới đó đó, hiểu không? Đi chùa mà giờ rời khỏi chùa, giờ đi vô chùa rồi cho chuỗi á thì là sanh lão bệnh tử. Trời ơi nó rầu ghê luôn, tối ngày là mấy cái đó không hả quý vị. Rồi xuất hành bữa đó đó là cái ngày mùng 4 quý vị với ngày mùng 5 thì ngày mùng 4 á kêu về thăm bên bà và vợ. Bấm sao là trùng mùng 4 không được, 4 này là 4 là tử, cho nên mình xuất hành cái ngày tử là không có được, cho nên là không xuất hành 44, qua 45, qua mùng 5 coi sao đó. Mùng 5 14 23 mà cái chân mùng 5 là ngày cúng cơm ở bên gia đình ở bên đó. Quý vị vậy mà hai chồng không đi luôn cái chân ngày mùng 5 làm sao xuất hành. Bởi vì là cãi không à, ta xuất hành bữa mùng 2 mùng 3 được rồi, không chịu thì tới mùng 4 không xuất hành được, tới mùng 5 ngày cúng cơm rồi đi rồi sao xuất hành. Ngày mùng 5 rồi cuối cùng cúng cơm không về luôn. Mới xuất hành bữa mùng 5, mùng 5 4 23 kỵ, hiểu không? Trời ơi nó khổ ghê luôn à. Rồi tới qua mùng 6 mới xuất hành ha. Nè quý vị. Cho nên á cái gì thôi, cái gì quá. Bởi vì cái gì cũng vừa vừa thôi. Nè quý vị, mê tín mê vừa vừa thôi. Vì đâu mà cái gì cũng mê chứ, còn mà ông cất nhà cái còn khổ đau cho mấy ông thợ hồ nữa. Ông đem cái thước thợ hồ mà ông đo từng ly nha. Từng ly, từng tấc vô cái cửa cao nhiêu, bề ngang nhiêu, cửa sổ sao, rồi cái đường đi sao, cái nhà bếp ông kéo là đúng phải thước tấc hết thợ hồ, kéo là chính hết. Nè, ví dụ như bề ngang cái nhà phải không? Cất là 4m5. 4m5 là đo phủ bì nha. 4m5 mà chịch một ly cũng phải là mài vô. 4m51 là vô số 10 bù. Phải 4m5 là 4m5 nó mới chính. Đó gọi là cất chính đó, hiểu không? Mà lỡ ông tô á, ông tô tường mà ông đắp bê á, ông đắp bê gần ly. Vậy là 4m5 1 ly. Vậy 4 cộng 5 cộng 1 ra bù. Thấy không? Do đó mà phải lấy cái mài giấy nhám á, chà bớt ly cái bê trên tường á, mà ta sơn gội trơn rồi, mà chà bớt một ly thôi nha, mà chà qua hai ly á thì là chết. Hai ly nó lại trùng vô con số 8, 8 thua con số 9, cho nên á là đánh bài là phải 9 nút. Cho nên á quý vị là phải vô số 9 hết. Sao cũng kỳ ha, thước tất nhà cửa là phải vô số 9. Nhưng mà làm ăn thì ta vô số 8, vô số 3, tài với lộc. Cho nên đó, số điện thoại nào mà có 333 ta khoái lắm, 88 là phát. Hiểu chưa? Bởi vậy là ông kia nói ông là 4 số 8. Cái tự nhiên có số 2 là số 8 hai đuôi. Là sao mà không 2888 đi 4 số 8 số 2. Ông lên là nếu mà 2888 4 con bán mắc quá, bán tới 30 triệu. Còn mà 888 4 số 8 một con số 2 thì là bán có 2 triệu. Là ủa 4 số 8 số 2 sao bán có 2 triệu à? Là số 82. Cái mua số đó ông nói là đó, con số 2 á là hoài mãi mãi. Cho nên á là
88 là phát, số 2 là mãi, tức là phát mãi. Cái thầy nó không phải đâu ông ơi, phát mãi là bị bán tiệm đó, tức là người ta phát mãi là người ta đưa, ví dụ như cái nhà mình phát mãi, bị phát mãi là mình cầm ngân hàng không trả tiền ngân hàng, bị ta phát mãi, đúng không? Số 8 và tới số 2 rồi ổng thì hai chồng thì nói là phát mãi, hiểu không, là phát hoài. Thầy la không phải đâu ông ơi, phát mãi là phải hai con số 2, hiểu không, phải là 8822 mới gọi là phát mãi. Còn đằng này là 82 là phát mãi là bị bán nhà. Mình nói chơi thôi. Ôi ơi, hai chồng xanh mặt chân ra quỷ số điện thoại đó. Ra quỷ luôn số điện thoại. Mình nói là nói cho nó vui, thấy hai chồng mê tín quá, mình nói cho nó vui thôi. Ai nhà đâu ra quỷ số điện thoại không bán lại luôn. Là bán lại người ta vô số điện thoại này người ta xui sao, cho nên không bán lại luôn, mà đã mua đâu có 2 triệu đó mà giờ không có bán lại luôn, rồi ra quỷ số luôn. Là số 82 là phát mãi. Là phát mãi là cầm ngân hàng bị bán đó. Đó là trời. Mình nói một câu tính tinh thiệt luôn. Và gì? Thấy ông bàn nó vụ phát mãi nè, phải chi mà hai con mãi. Đó gì? Cho nên á, cái số xe chùa mình đó, một lần thầy chạy á là 68899. Ổng qua nhìn là trời ơi con số quá trời, con số này là dữ lắm mà hỏi gì. Lúc đó mình cũng không để ý nữa. 68899 ổng lại là 6 á là lộc, phải không? 88 là phát, 99 là cũ, là trường cũ, là mãi. Vậy thì lộc phát mãi, số này đẹp nhất. Là đẹp á, mua không? Bán 50 tỷ á, mua không? Lộc phát mãi, phải không? Phải chi mà có số 9 rồi sao là tiêu rồi. Nhớ chưa? Có số 9 mà sao á, là phát mãi nữa rồi. Là số 9 á. Mà ổng cũng có số điện thoại số 89. Thầy nói 89 này số ổng xài lâu rồi. Hỏi ổng là số 89 này phát mãi nữa ông ơi. Ổng là không, số 89 là số Quan Âm. Thôi cũng được, đi tu luôn cũng được. Ổng là 89 là số lập thành Quan Âm. Ổng nói vậy đó. Thầy cũng không biết. Ổng là số 89 số Quan Âm. Chứ không phải phát mãi. Ổng nói vậy thôi, là ông Quan Âm thì Quan Âm, không sao. Ăn thua cái lòng tin của mình thôi quý vị. Cho nên đó, mình đừng có theo cái tử vi mà gọi là chơi cho vui, chứ đừng có bao giờ á, là chúng ta nghĩ nó là như vậy. Chứ đâu mà cho sâu chuỗi ra đổi vô đổi lại mấy bận luôn á. Sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử. Cái thầy mới nói á, thầy mới nói với ổng á, ông điếm hai cái tay với hai cái chân ông nhiêu ngón, ông sanh lão bệnh tử hai tay hai chân với ông đi, hiểu không? Nó là số 20, đúng không? Ở trên 10 dưới 10 bắt đầu điếm là sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử đúng chữ tử luôn. Do đó mình phải hiểu không? Cái tay chân mình đó. Rồi bây giờ con người có hai tay hai chân điếm giùm đi. Con người ta hai tay hai chân thành 4, phải không? Đó, con chó rồi nó 4 chân, con người mình hai tay hai chân là 4 chi, gọi là chi. Dạ, bắt đầu sanh lão. Dính vô luôn, bởi vì muốn trường sanh bất lão phải thiếu món nha. Phải không? Thôi, cái đó là tạo quá rồi. Quý vị sao mà điếm cái sâu chuỗi mà không điếm dùm cái chân với cái tay mình đi, điếm dùm cái thì nó ra cái coi, rồi không quản hồn chứ. Nửa đêm ngồi vậy điếm à, nửa đêm đó ý ủa sao vô cái chân cái chữ tử kiểu này là ngủ không được luôn à. La trên đời này ai cũng vậy à, ông ơi, ông điếm ông thì ai cũng có 10 ngón ở chân chứ đâu có ra còn số khác đâu. Ra số khác là trừ khi á mình can thiệp rồi thôi, chứ còn bình thường á sao ra được số khác. Nhưng mà cái gì tự nhiên nó mới là tự nhiên chứ, hiểu không? Cho nên á quý vị lên trên mạng coi bói bài, rồi là coi tử vi, hoặc là coi coi tai, đường mạng đạo, đường sinh đạo, đường tài đạo, đường tử tôn, đường phu thê, rồi vân vân. Trời ơi, người ta cũng coi rồi dữ lắm, rồi coi tướng ma y thần tướng, vân vân. Quý vị, thật ra tất cả đó là để tham khảo cho nó vui thôi. Quý vị đừng có bao giờ mà bị nó lúng lầy vào ở trong đó. Có nghĩa là nó đâm ra một cái gì đó, nó hoang mang sợ hãi. Tại vì trong cái thế giới này, nó được cái này, nó mất cái kia. Trời ơi, con người ta là sợ sao hạn.
mà hết sao hạn lại qua tam tai, hết tam tai nó qua sao hạn, hết sao hạn qua tam tai, nên cả đời phải sợ hãi đó. Cho nên đừng có câu gì chân đi cho nó khỏi mệt gì đâu. Mà tam tai ba năm cái dướng tới sao khác nè, sao Thổ Tú nè, rồi sao cái Đô nè, La Hầu nè, rồi Thái Bạch nè, là mấy cái sao xấu á. Thái Bạch là sạch túi không có tiền, cái Đô La Hầu là sao nặng, mang tiếng mang tai, rồi tùm lum la người ta lừa gạt gì đó. Còn sao Thổ Tú rồi gặp chuyện buồn đó người ta giải thích á. Quý vị rồi đầu á là tới á là tam tai, tam tai á thì tới cái hạn, tam tai nó có hạn, hạn tán tận nè, hạn quỳnh tiền nè, hạn gì đó. Trời ơi, mình đọc mấy cái hạn cái xúc mồ hôi chán dán mồ hôi đầu rồi đó. Quý vị mà năm nay hết sao tới hạn, hết hạn á là tới sao, hết sao tới hạn, cứ như vậy hoài, tam tai lặp đi lặp lại quất 3 năm nó luôn, rồi cái tế kia rồi quay lại ghét thì cả đời toàn là sao với hạn với tam tai không à quý vị. Thôi mệt quá đi, thôi khỏi đi, hút cái này tới cái kia mà nhầm năm dập hai cái luôn, vừa tam tai mà lại vừa sao hạn luôn, rồi xong luôn. Quý vị thôi đó, quý vị tất cả những cái đó là chẳng qua dân gian để lại coi cho nó vui vậy thôi. Quý vị chứ đừng lấy cái đó là cái thật ở trong cuộc đời. Tại cái thật trong cuộc đời là cái gì? Cái thật trong cuộc đời á quý vị, nó là nhân quả nghiệp báo. Nếu chúng ta không biết ở trong quá khứ mình gì hết, nhưng mà hôm nay á quý vị, chúng ta làm phước thật nhiều, thật nhiều cái phương diện phước báo một cách khác nhau, thì là phước nó trổ ra lớn, thì mấy cái nhỏ nhỏ trong quá khứ nó đụng vô nó cũng dội ngược hết à. Quý vị không, bây giờ mình không có túc mạng minh, không có túc mạng thông, mình cũng chả biết quá khứ mình làm gì hết trơn á. Thôi hiện tại mình làm đi cho nó lớn, thiệt lớn đi, thì trong quá khứ nó nhỏ hơn thì nó đụng vô nó cũng dội ngược à. Quý vị hiểu không? Cho nên cái phước nó lớn thì cái tội nó, tội mình làm á thì nhiều tội thiệt, nhưng mà nó đến từng tội một, chứ đâu không phải là nó đến lần nhiều tội đâu, đúng không? Bây giờ làm phước rất lớn bao bọc mình đi, nó đụng vô một cái nó cũng dạt ra, rồi bữa sau đụng vô nó dạt ra, chứ đâu phải tất cả đụng lần đâu, tùy duyên mà. Cho nên đụng vô dạt ra, đụng vô dạt ra thôi. Còn nếu mà chúng ta sợ ở trong quá khứ mình làm nhiều tội, phước mình làm ngày hôm nay không đủ để cấn, không đủ để trừ cái tội đó đi á quý vị, thì là mình sẽ tu để cho tâm mình á bình an. Mình hiểu đạo rồi, tức là mình mở mang trí tuệ mình ra, mình không còn sợ gì chứ. Cho nên á tâm mình nó có ngũ căn ngũ lực, có nghìn năm pháp căn bản, tính tấn niệm định tuệ, nó sẽ có cái lực để mà chống lại cái bên ngoài. Ví dụ người tu á quý vị, người ta chửi gì chửi cũng vậy à, người ta biết rồi. Biết nghiệp của mình, biết nghiệp của người ta, ta chửi là nghiệp của người ta gieo, mình bị chửi là nghiệp của mình gánh ở trong quá khứ, nghiệp người ta gieo hiện tại mà nghiệp mình gánh trong quá khứ, cho nên cũng chẳng buồn chẳng vui gì cả, mình cười thôi. Quý vị, cho nên cái người mà tu tập họ hiểu biết, họ sẽ có cái thái độ khác, họ đắc đạo họ sẽ có thái độ khác. Cho nên khi mà mình tu tập tốt vậy đó thì bắt đầu là mình sẽ có những cái thái độ tốt với hoàn cảnh, yêu đời hơn, sống á, là người ta sống lạc quan hơn và an lạc hơn. Cho nên á, cái người tu sẽ giải quyết được tất cả. Tu ở đây là đang nói tới tu thiệt nghe, chứ không phải tu là mặc cái áo vô hay là đi chùa hay là gì đó. Cái đó là hình thức, dĩ nhiên cái hình thức nó cũng là giúp cho mình tu tập, nhưng mà cái đó chưa phản ánh đến cái lực để mà chống lại với hoàn cảnh ở bên ngoài, chống lại với cái nghiệp ác bên ngoài. Chống lại nghiệp ác bên ngoài phải thực tu thực chứng mới chống lại được. Thực tu nghĩa là gì? Là lúc nào cũng áp dụng pháp của Phật để tu, giàu cho có người ta hay không có người ta, không khoe khoang chứ, ở nhà mình cũng tu, đi đứng nằm ngồi đâu cũng tu, cái đó gọi là thực tu đó. Còn thực chứng là có kết quả trên con đường tu tập chưa? Ví dụ bớt tham, bớt giận, bớt hờn, bớt ghét, bớt ghen, bớt kinh tị, bớt tật đố, bớt si mê, bớt dục chưa? Nếu bớt á là thực chứng. Tuy là chưa chứng phải là A-la-hán, nhưng mà chứng từng mực của chánh tri kiến, của sơ quả, của nhị quả, của tam quả, thì chừng mực thôi là chúng ta sẽ có một cái chất đề kháng để chống lại với cái bên ngoài.
dầu cho hoàn cảnh nó xảy ra cỡ nào đi nữa, người chân tu thực chứng á, là họ ít đau khổ lắm. Tại vì họ có cái lực để chống lại với hoàn cảnh bên ngoài. Còn người không thực tu thực chứng á quý vị, hở chút xíu à là lết đi hết nổi. Giận hờn sân si gung tay hết lết không đi không nổi. Còn người thực tu thực chứng dầu cho hoàn cảnh nó xảy ra nữa, người ta bình tĩnh, điềm nhiên, tự tại, người ta giải quyết từ vấn đề theo trí tuệ một. Cái cô kia trong quận 10, bà mẹ mất, ở nhà mấy chị em chạy ra ngoài trước, chạy ra sau, lăn xăng điện thoại tùm lum hết trơn, lăn xăng, 2 tiếng hồ chưa làm gì chứ. Rồi cuối cùng sao nhớ điện thoại thầy, là thầy 2 tiếng hồ sao mà 4 chị em con là chạy ra chạy vô biết làm gì chứ. Bà mẹ mất ở nhà, ở bệnh viện trở về đó, rồi úp lòng oxy rồi mà tắt thở mất, rồi không biết làm gì chứ, ấy cứ chạy lăn xăng ngoài trước, chạy ra sao sao chạy ra trước 2 tiếng hồ không làm gì hết. Cái mấy điện thoại là thầy 2 tiếng hồ sao mấy chị em con không làm được gì chứ á, với hơn nữa đâu có kinh nghiệm trong chuyện này. Là thôi chuyện này đừng có kinh nghiệm, hiểu không? Là tốt nhất đừng có kinh nghiệm chuyện này, hiểu không? Là nào giờ không có kinh nghiệm chuyện này, là chuyện này đừng bao giờ kinh nghiệm. Kinh nghiệm chuyện gì thì kinh nghiệm, mà cái chuyện này đừng có bao giờ kinh nghiệm nha. Mới mẻ đi thì nó cho nó hạnh phúc, chứ kinh nghiệm là đau khổ lắm chuyện này á. Thì là giờ á đơn giản thôi. Có muốn xem ngày giờ không? Nếu muốn xem ngày giờ thì tìm cái người nào quen xem ngày giờ, hoặc đi xem ngày giờ hay sao xem ngày giờ. Không muốn thì thôi, mình tự mình định bàn nhau. Nhưng mà quan trọng nhất là liên hệ nhà đoàn, để cho người ta là có hết các cái kỹ thuật của người ta này nọ, liên hệ hết rồi mới liên hệ mình á, là con nhà Phật có liên hệ với quý thầy tiếp đám, dần dần từng cái một chứ đó. Có ngày giờ trước, rồi tới nhà đoàn khâm liệm, rồi tới là thầy tụng đám quý vị, rồi nhà đoàn thì lo hết mấy cái kia rồi. Thì mấy cái đó đã từ bước rồi đầu mới mua đồ về đãi khách, hiểu không? Còn cái nhà thì dọn dẹp, mua đồ đãi khách, đãi chảy cây, có đãi cơm không, đãi cơm phải mua đồ nấu cơm đó. Rồi đầu không có lực lượng thì bắt đầu mình kêu người thân người quen lại tiếp, nhân dân điện thoại người nào tiếp, lực lượng tiếp, con cháu rồi điện thoại kêu về, đứa nào hay chưa hay thì nhắn tin. Sau đó từng cái một phân công, người này làm này kia làm kia nghe nọ, hiểu không? Còn đứa cháu nào lanh lên phường trình khai tử rồi mới làm với cái cáo phó. Rồi thì nó từng bậc vậy đó, mình chia ra người làm việc trong 1 tiếng hồ làm xong. Thầy hay quá, hay gì hay, tại thầy đứng ở ngoài thầy sáng. Nếu tổng quan của cái đó thì phải làm vậy đó, thầy đứng ngoài cuộc là nhìn vô, còn người ta trong cuộc á vậy lăn sang hết. Nhưng nếu một người có tu tập, dầu cho bất kỳ cái gì xảy ra, họ có thực tu thực chứng á, thì họ cũng bình tĩnh, họ quan sát coi đó là cái gì, rồi làm cái gì tốt nhất. Còn chưa nói tới hộ niệm cho người mất nó đó nghe. Còn phải hộ niệm cho người mất như thế nào đó, còn phải đó là thay đồ sạch sẽ, con nhiều người ta trang điểm này nọ, ví dụ vậy đó. Quý vị thì là người ta bình tĩnh, người ta xem xét tất cả vấn đề cần làm, rồi phân công. Một người không thể làm được đâu, mà phân công cháu này làm gì, bạn bè làm gì, đâu đó. Quý vị thì nó sẽ khớp vô thôi. Cái gì cũng vậy đó, bình tĩnh, từ từ thì là nó được hết. Do đó tóm lại quý vị, tử vi chọn đời có chúng có sai, chứ mà nói người ta sai hết không phải đâu. Nhưng đừng có bao giờ bán mạng cho nó, có nghĩa là tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối, làm cho mình thủ tiêu ý chí phấn đấu của mình luôn. Cái đó chẳng qua là cái tham khảo chơi cho vui thôi, mình không biết tác giả là ai hết, thì mình coi cũng chẳng qua là giải trí cho vui thôi. Còn cuộc sống của mình định liệu, mình cố gắng nỗ lực mình làm đó, mình định liệu. Và quý vị, tức là đức trọng quỷ thần kinh, phước báo nhiều thì sẽ vượt qua tất cả. Còn bình tĩnh thì có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Cố gắng để tâm thì bao giờ cũng chiến thắng. Cũng đơn giản thế thôi. Cho nên đó là quý vị cũng đừng có bao giờ mày phải khổ với nó nhiều quá. Do đó mà trong cái trường hợp á quý vị, mà nói là tử vi, ở trong tử vi á thì cái cung á
cùng cha cùng mẹ nhưng cung phụ mẫu thì lại hoàn toàn khác nhau, giải thích làm sao giờ đó quý vị. Trời ơi, này có đâu giải thích, thì nhầm khi nó cũng chất quớt vậy thôi chứ đâu còn có đâu giải thích, hiểu không? Cho nên đó, cái này không cần giải thích gì hết, chứ đừng có giải thích là cái này cha mẹ của mình nhưng thực tế không phải là cha mẹ của mình, giải thích cho nó dính vô á thì thôi đừng giải thích vậy. Mà chẳng qua là sách vở hồi xưa để lại chẳng biết ai thì nó cũng có sai số sai sót chút đỉnh gì đó, cũng thông cảm cho người ta viết, đâu phải chúng phóc hết đâu, thì mình coi vui thôi. Còn cha mẹ mình thực tế là cha mẹ mình thật sự đã sanh ra mình đâu, đi thử gen di truyền thử có phải không? Nếu phải là cha mẹ của mình á, đừng có coi ở trong này cung cha mẹ không phải là không phải cha mẹ mình, mà ra ngoài đi thử ADN á, thử đi dính là đúng cha mẹ của mình đó, còn không phải là của hoàng sớm. Chứ còn đâu mà vô coi tử vi mà nói cha mẹ mình mà không vô cung, không cùng cung cha mẹ là không phải cha mẹ, là không phải nha, phải thử ADN mới biết được. Cái gì cũng phải thử thực tế chút đi, tỉnh tỉnh chút đi, chứ đừng mê vô tử vi coi người cuối cùng là mình khổ với nó. Đừng có tất cả các cái phải áp dụng tử vi, áp dụng người ngày giờ gì đó, không có dám làm gì, có tối ngày bấm tay không, đi ra khỏi nhà bấm tay chân nào giờ nào này, thôi bước lên xe nữa, bấm rồi bước xuống xe, bấm đúng cái dây đó mới xuống này nọ, gửi đồng hồ nó chạy trễ hay sao, hiểu không? Thôi hết giờ rồi, chúng ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh doanh meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, mà do người ta lợi dụng vào hình ảnh của thầy đến chùa để bán thuốc gạt quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị bị thiệt hại á, báo với cái cơ quan chức năng hoặc liên hệ trong phòng chùa để hỏi cho nó rõ. Chùa Pháp Tạng số thoại bàn 0283877 3877, số thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến những phần quà yêu thương cho mọi người. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa cũng như là điện Phật như phòng Thuốc Nam Thiện Pháp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.